Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Ban dân vận huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Long Thành vừa tổ chức ký kết kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 và xây dựng thực hiện mô hình chính quyền thân thiện xã thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung trọng tâm của hai cơ quan phối hợp thực hiện về công tác dân vận chính quyền năm 2024 gồm triển khai mô hình chính quyền thân thiện xã thị trấn trên địa bàn tỉnh, huyện trong tình hình hiện nay, triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo, phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế tại nguồn, thực hiện mô hình buổi sáng với nhân dân theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo trên địa bàn, phối hợp lãnh đạo chỉ đạo triển khai luật thực hiện dân chủ cơ sở, qua đó góp phần xây dựng mô hình chính quyền thân thiện xã thị trấn, đảm bảo theo hướng gần gũi, thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã tổ chức khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân là gương người tốt việc tốt tại hai xã Sông Trầu và Quảng Tiến. Tại xã Sông Trầu, Ủy ban nhân dân huyện đã trao giấy khen cho 4 cá nhân đã dũng cảm trong vụ bắt cướp tại ấp 1. Theo đó, vào ngày 1 tháng 6, sau khi nghe tiếng hô cướp của hai phụ nữ, các ông gồm Trần Mạnh Hùng, Huỳnh Thanh Vũ, Trịnh Duy Thường và Phan Hoài Hận đã chạy theo và khống chế một tên cướp giật một sợi dây chuyền trị giá 49 triệu đồng của người đi đường ngay trước cổng khu vực nhà văn hóa ấp 1. Tại xã Quảng Tiến, Ủy ban nhân dân huyện đã trao giấy khen cho một cá nhân là chị Phạm Khánh Phương, là giáo viên trường Trịnh Hoài Đức. Cụ thể, vào ngày 31 tháng 5, tài khoản ngân hàng của chị Phương có nhận 240 triệu đồng từ một số tài khoản lạ gửi vào. Xác định đây là số tiền do người khác chuyển nhầm nên chị Phương đã báo cho ngân hàng và công an xã để trả lại cho người chuyển nhầm. Qua xác minh của công an và ngân hàng, chị Phương đã chuyển lại số tiền trên cho người chuyển nhầm vào ngày 5 tháng 6, 2024. Tại buổi lễ khen thưởng đột xuất, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương tinh thần của các gương người tốt việc tốt, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân hai xã Sông Trầu và Quảng Tiến tiếp tục biểu dương khen thưởng cho các cá nhân và tuyên truyền rộng cho toàn dân biết noi theo. Ban chỉ đạo hè thành phố Biên Hòa vừa tổ chức lễ khai mạc các hoạt động hè và phát động tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Hè tình nguyện an toàn kết nối yêu thương, vui khỏe sáng tạo. Thành phố Biên Hòa sẽ tập trung thực hiện 6 nội dung với 72 hoạt động. Với các nội dung trọng tâm như tập trung đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu văn hóa lịch sử, các hoạt động phát huy quyền trẻ em, phát động hưởng ứng tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật trẻ em, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh thiếu nhi dân tộc và các đối tượng chính sách khác. Cũng tại chương trình đã trao tặng 40 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động thú vị đã diễn ra, thu hút sự tham gia đông đảo của các em thiếu nhi. Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, hội thi vui học tiếng Anh tham gia trò chơi dân gian, chương trình đọc sách, truyện tranh miễn phí. Với chuỗi hoạt động hè năm 2024 sẽ mang đến một mùa hè với những trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất vừa tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động năm 2024. Hội thao thu hút hơn 300 công nhân viên chức người lao động của 20 đơn vị thuộc các công đoàn cơ sở tham gia tranh tài ở các môn gồm kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây và khiêu vũ. Thông qua hội thao nhằm thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2024 và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giúp cho công nhân viên chức người lao động giải trí sau những ngày làm việc, tạo sân chơi bổ ích để giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, tái tạo sức lao động để tiếp tục hăng say lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trung đoàn 88 vừa tổ chức lễ tuyên thệ cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024. Năm 2024, Trung đoàn 88 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 900 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Sau 3 tháng huấn luyện với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động vượt qua khó khăn, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 100% chiến sĩ mới hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện theo quy định. Từng chiến sĩ thuần thục các tư thế vận động trong chiến đấu, kỹ năng trong bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, các động tác điều lệnh đội ngũ và có sự trưởng thành rõ rệt về mọi mặt, qua đó thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 17 giờ trên kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.